Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5 năm 2024, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan phường Châu Phú A tổ chức họp mặt liên quan hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 2024. Tại buổi họp mặt đã ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Trong ngày này, các em không chỉ được nhận những lời chúc mừng đầy yêu thương, quan tâm của ông bà, cha mẹ, người thân mà còn nhận những món quà đặc biệt. Ngoài ra, các em còn tham gia sinh hoạt văn nghệ liên quan ẩm thực. Dịp này, Ban chấp hành Công đoàn phường Châu Phú A đã biểu dương khen thưởng cho 30 em đạt thành tích học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2023-2024.